Đức Thế Tôn từ bi xin chứng cho tâm thành, thương máu thân đó đại chịu ngục hình khổ đau triền miên, vô gián nơi A Tỳ linh hồn người đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền đó đại bao ngày đói khát bát cơm thâm tình, lòng con hiếu xin dâng để cho mẫu thân nó lòng, nhưng nào ngờ có ăn được đâu, cơm đưa chưa tới miệng đã quá thành lửa than còn đâu. Lòng con đau đớn xót xa, biết sao đáp đền thâm ân, cuối xin Đức Phật từ bi ban pháp Phật nhiệm màu quyền di cứu mẹ thoát A Tỳ khổ một kiện liên. Ta cảm thương cho người đây pháp Du Lan Bồn đạo nhiệm màu cứu cho mẹ cha, ta thuyết cho muôn người cùng thực hành báo ân mẹ cha. Du Lan Bồn chính là ngày rằm tháng ba mười phương hoài đức vô biên, hãy mau chí tâm cúng dường và nguyện nhờ phước ơn mười phương cứu cho mẫu thân của người thoát A Tỳ khổ đau cầm giam. Nhờ công ơn Đức Thế Tôn, mẫu thân sanh về tiên cung, sống nơi cõi trời an vui thoát A Tỳ ngục hình khổ đau. Ơi Du Lan nhiệm màu quyền di, ơn sinh thành vô vàng to lớn sánh như biển trời, lòng con ghi nhớ ai ơi, giữ cho hiếu ân vuông tròn luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha, đêm đêm thắp nhang nguyện cầu cha mẹ hiền sống lâu cùng con. Còn khi cha mẹ đã mất đi, chắp tay lại cầu mười phương cứu cho linh hồn mẹ cha, bao ngục hình đó đại thoáng qua, giáng sanh về A Di Đà Tây Phương. Như đức một kiện liên cứu mẹ thoát A Tỳ khổ đau. Xin mẹ thương chúng con, giọt nước nhành dương xóa sạch bao